你。Yeah. Tất Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 28 tháng 8 2023 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng à, Học đến tập 153 à, Quý vị phải nhớ à, pháp môn niệm phật này là pháp môn mở rộng tâm lượng từ ngay cái chỗ mở rộng tâm lượng mà chúng ta thường phát tâm từ tài thí pháp thí vô ý thí có nghĩa là có tâm bố thí thường có tâm bố thí từ tài thí pháp thí vô ý thí Nên người mà nghe đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng Pháp Thì cũng có cái tính là tài thí Pháp thí vô ý thí Người mà nghe những đức chia sẻ Thì cũng có tâm tài thí Pháp thí vô ý thí Nên bây giờ Máy nghe Pháp mấy niệm Phật đèn bông sen năng lượng Niệm Phật Của chúng ta bây giờ là Nhiều Phật tử nói rằng là Đi đâu cũng nghe khi đi vô tới trong đồng cũng nghe người ta để năng lượng niệm Phật nữa thầy. Vì sao như Đức hướng dẫn từ tài thí pháp thí vô ý thí phải luôn luôn có tâm bố thí. Vì nhớ nè. Khi mình có tâm bố thí thì cái cảnh giới của mình nó ổn định đầy đủ. Vì khi mình có tâm bố thí thì cái cảnh giới mình nó đầy đủ. Cuộc sống ổn định. Mà Phật nói là có thật mới vượt được đạo. Nếu như mình quá thiếu thốn mình lao theo cái cuộc sống cơ ăn áo bằng mình đâu có thời gian mình tu. Nên tài thí thì mình có phước báo Cảnh giới mình đầy đủ Pháp thí thì mình thông minh trí tuệ Khi mình thông minh trí tuệ thì mình làm việc gì Mình sẽ nhận thức được sâu sắc Ăn chay bóng xanh là sức khỏe tuổi thọ kéo dài Là vô ý thí Nên con ruồi, con mũi, con kiến mình cũng không dám giết Mình đi đâu mình cũng đeo nó máy niệm Phật để làm chi để khi lỡ mình giảm đạp con ruồi, con mũi, con kiến Hay là mình lỡ giảm đạp một chúng sanh nào chết cũng nhờ có Phật hiệu đó cũng như là hộ niệm Cho những chúng sanh đó được siêu thoát Luôn luôn mang cái tâm gì Còn mình đeo máy niệm Phật mình đi một vòng ngoài đường đó là Pháp Thí Ở ngoài chợ gì đi một vòng thấy bao nhiêu con người được nghe câu ai với là Phật Pháp Thí Còn mình thấy ai làm việc thiện việc tốt vì dù mình không có tiền Nhưng mình luôn luôn mang tâm tỳ hỷ đó là tài thí Tỳ hỷ tài thí Luôn luôn phải có tâm gì đó nhớ kỹ nha nên mình á cái gì mà ta cúng vô trong chùa mình thấy đồ này nhiều quá mà còn tươi ngon mình nên cho người ta ăn đi mình nên chia cho phật tử chia chầm sớm dùng đi thấy chùa mình dư giả nhiều thì mình nên chia sớm đừng có để nó cũ đừng có để nó hư hả cho cái tâm mình cho người ta mà để hư để cũ mới cho Cái tâm bố thí cúng dường này của quý vị Sao quý bị hưởng cái quả báo Iran vậy luôn Bây giờ đặt mình vào người ta Quý vị Người ta đem đồ hư Đồ thúi là người ta cho mình Quý vị cảm giác như sao Đặt mình vào người ta mình nghĩ đi Thì mình luôn luôn mình sẽ muốn đem Cái đồ ngon cho người ta để mình có cái quả báo là Đời đời kiếp kiếp là người ta cho mình Con là cho đồ ngon Khi mình cho người ta cái gì Mình nhanh lẹ nhạy bén Thì cái quả báo là khi mình được mình cũng nhanh lẹ nhạy bén còn mình cho người ta cái gì mà mình cho mà mình chửi rủa người ta mình cho người ta mà mình rề rà mình cho mình cho người ta mà mình bực dọc mình cho thì cái quả báo mình hưởng iran luôn thì thấy có những con người khi mình xin cái gì người ta rề rà người ta không cho người ta la người ta gầy người ta chửi gì đúng không là cái quả báo quý vị đã từng đối xử với người ta gì đó bây giờ nó iran luôn cái hình thành của nhân quả đó là bất cứ việc gì đến với quý vị vì vị sẽ thấy rõ ràng nhân quả hết chứ xác thực nhất luôn cái gì đến với quý vị tốt xấu thì sẽ biết được nhân quả khi vị gầy la chửi mắng ai cái gì thì biết nhân quả tại vì nó có nhân nó mới có quả một là mình chửi mắng người ta hai là người ta chửi mắng mình nhân quả nên đời này của mình luôn luôn phải có tâm tài thí pháp thí vô ý thí phải có tâm bố thí nhớ ngay quý vị cái tâm bố thí là cái tâm mở rộng đó. Mình mà không có tâm bố thí là một con người hẹp hòi ích kỷ Nên á, mình ở trong một cái ngôi chùa mà được giáo dục được dạy Và những đức là người nuôi chúng Nên cái tâm những đức nó mở rộng ra Khi chia sẻ Phật Pháp, chia sẻ với một Tịnh Độ bị nghe vì không có tác dụng phụ Nên Đại Lão và Tội Ngãi Hiền ngài nói rằng Niệm Phật không trở ngại làm việc, làm việc không trở ngại niệm Phật Là câu này ngài nói là gì sao? Vì chính bản thân ngài làm việc mà niệm Phật Nên ngài biết nó không có trở ngại còn thí dụ như một người mà chỉ sống cá nhân hoặc một người mà chỉ ở trong cái cốc Chiên tu cốc thôi rồi niệm Phật rồi hướng dẫn cái việc là có tác dụng phụ nhiều Vì sao? Vì họ ở trong một cái phạm vi một cái cốc thôi họ chỉ biết vậy thôi Rồi họ hưởng cái bình an vậy họ nói vậy nhưng họ đâu có biết được rằng Ở ngoài đời bao nhiêu con người người ta đang bắt an đủ chuyện Họ đâu có biết Còn những đức thì ví dụ như lo cơm ăn áo bạn lo này lo kia lo nọ nên nói ra nó phù hợp với việc nó cân bằng nó phù hợp cho quý vị thì tiếp nhận vì những đức lo tới cái cuộc sống chúng cực việc này việc kia những đức biết rồi nhiều bà già cũng dường sao nhiều người, người ta đem tư tưởng ta đưa như những đức sao chia sẻ những đức sao xác thực nên những đức đem điều đó lý giải cho quý vị nghe thì nó xác thực tuy là những buổi chia sẻ về tịnh độ mà nó có xuyên vào nhiều việc gì nhưng quý vị phải nhớ rằng có vật hiệu là nó áp dụng trong cuộc sống mà niệm từ có Phật hiệu Mà nó phát triển được cái tư tưởng cuộc sống Phật Pháp như vậy mới độ sanh rộng Còn nếu như quý vị nói hoàn toàn cô động Chỉ có niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật thì không cần biết gì nữa chứ Thì sẽ có trở ngại nhiều người lắm Rất nhiều người sẽ bị trở ngại lớn Nhớ kỹ nghe quý vị Nên khi mình nghe gì nè Mình mình siêng năng niệm Phật Rồi tự nhiên nó phát sinh trí tuệ Mình lại áp dụng tất cả những việc gì mình sống Trong cái cuộc đời mình đang sống là nhờ từ niệm Phật là cái gốc nên mình đối nhau sự thế nó mới đặc biệt mới tốt yeah. nên tính nguyện niệm Phật là một cái nguồn gốc cực kỳ quan trọng nên pháp môn niệm Phật này là pháp môn mở rộng tâm lượng thì vị coi từ phàm phu cho đến Phật Bồ Tát đều là từ mở rộng tâm lượng lớn hay nhỏ cứ tăng lên từng bậc từng bậc từng bậc từng bậc rồi tới Phật Bồ Tát tâm tâm lượng mở rộng hoàn toàn thì coi ngày pháp tạng tùy kheo Khi ngày chứng quả Thì coi ngày phát 48 lời đại nguyện chúng ta tụng phải không Tâm lượng ngày mở rộng cỡ nào chưa Từ tài thí pháp thí vô ý thí Mở rộng cỡ nào chưa Nên mình đi vô ngôi nhà tam bảo Mà mình nghe gì để mình tu tập sao Mà tâm lượng mình mở rộng Mở rộng viết từ từ rồi mình không có bù dặn ai để trong tâm Mình có góc độ học tập cực kỳ sâu sắc Nhớ kỹ Nên một cái ngôi chùa tu tịnh độ gì mà ngày nào mình cũng nghe Chia sẻ về tịnh độ Để giúp cho những người ta mới vô chùa tính tâm nó càng tăng lên Những người cũ càng tăng lên tim Để ta có phương hướng rõ ràng Nếu không sống cho qua ngày đoạn tháng sao quý vị Bây giờ mình suy nghĩ đi Bây giờ mình tu nguyên khoảng thời gian Mình tu ở một địa điểm nào Mình coi coi, coi mình tu mình làm được lợi ích gì Rồi mình càng tu có cái tính tình Con người mình có hiền không rồi mình càng tu cái mình thấy mình có sằng sộ Ích kỷ nhỏ mọn sao Kiểm qua đi chính mình kiểm mình đi quý vị Thì vị thấy rằng Nếu như bản thân mình tu mà mình không bù dặn ai để trong tâm Khoan dung và tha thứ Niệm niệm nghĩ gì người thì bị tu có kết quả Còn nếu như quý vị càng tu mà quý vị chỉ biết nghĩ cho mình Không biết nghĩ cho ai Thì quý vị tu sai rồi đó <laughs> Tu sai Nhớ kỹ nghe Nên trong chùa Hay một đoàn thể nào một nhân viên có người nào được đặt trách công việc Mình nên chăng thật hết lòng Mình hỗ trợ người đó Từ khi người đó làm ác Thì mình không chung tay Mình báo cho người trên rõ ràng Còn người đó dù nó dở chút mà hiền Có đạo đức Mình nên nhiệt tình hỗ trợ người đó hết lòng Hết già Năm xưa như Những đức coi tam quốc Lưu bị Tên của ngài là Lưu Quyền Đức người có đức không giỏi bằng chương phi với quan trường, chịu Tử Long. Nhưng mà những người này theo phò Lưu Bị hết lòng hết dạ vì sao? Lưu Bị có đức. Khi ông có đức, một ngày nào ông nói người ta người ta lại nghe. Còn mình tí giỏi mình thiếu đức thì mình nói người ta không nghe, nhớ kỹ. Nên mình ở đoàn thể, một điểm chùa nào không gì. Người mà được người trên đặt trách cho, mình chỉ cần thấy người này có duyên mình cứ nhiệt tình hết lòng hỗ trợ người đó Rồi người đó phải lắng nghe những gì người ta chia sẻ Cái gì hay mình tiếp nhận, áp dụng Cái gì không được đặc biệt Thì mình cũng không cần phản bác Mà mình phan hãy làm Từ từ rồi nghề giảng nghề của người mình trở thành tự nhiên giỏi Còn mình đi vô chùa cộng tu mình phải nghe những tư tưởng gì để mình tu mình có đường hướng rõ ràng, có mục tiêu rõ ràng. Tu là tu sửa sửa những hành vi sai lầm của mình, mình ngoài đời mình có nhiều cái sai Bây giờ mình đi vào đạo mình mình sửa đổi lỗi lầm Để cho nó tốt Nên những Đức nói với các anh em Vị trí chùa Làm gì làm Từ khi công việc để Hòa Thượng kêu Làm thêm thì mình làm Nhưng mà nếu Hòa Thượng có kêu Thời gian của các anh em nhớ kỹ câu này Của cả đại chúng nghe nè Thời gian làm sao tới giờ ăn cơm Là trước thời gian 10 phút Phải cho mấy anh em nghỉ đi Rửa mặt rửa tay đàng hoàng Qua nhà ăn ăn cơm để mình nghe một đoạn chia sẻ Phật pháp để cho các anh em nó có tính tâm nó tăng lên tính tâm nó có sự động viên như vậy thì nó mới cỡ mở tâm tư nó mới lo việc tam bảo được tốt nhớ kỹ nghe mỗi buổi cơm đều trước 10 phút anh em phải tập trung về ăn cơm bây giờ chuyện trong chùa mình có làm hoài mà làm cũng không hết nữa hết việc này tới việc kia nên mình cứ làm cực lực hết mình mình nhưng còn 10 phút nữa ăn cơm mấy anh em cứ về chùa đi Gỡ mặt mày này kia là vô là vừa người ta niệm Phật Là ăn cơm Vậy đó mình mới có tổ chức Còn nếu như bây giờ Tới giờ ăn cơm mà mấy anh em không về ăn Rồi về giữa chừng hoặc là chừa cơm nguội lạnh Người ta ăn hết trơn cái gì ngồi ăn Ban bệ dọn dẹp đồ cũng trễ nải này kia đủ chuyện Cái đó là cái tổ chức nó không được đặc biệt Nên nhớ cái điều này Cái này là cái quan trọng Mà những Đức đã chia sẻ như vậy Các điểm chùa mình phải nhớ kỹ để áp dụng làm sao mấy anh em thành công Tại vì mình dùng có người là mình dùng cả đời Mình tạo điều kiện cho người ta làm sao gây dựng được cái đạo tu của người ta mới là cái quan trọng Khi mục tiêu ta đi vào chùa Còn cái này nếu mà mình lao đi làm Mà nó mắc đi tổ chức Thì người ta thời gian ta cũng bứt à Không có tồn tại trong chùa đâu Nên mình là người đi vô chùa tu mình phải có góc độ sâu sắc Mình ngoài đời mình hư là gì mình không được nghe pháp Mình không được cởi mở tâm tư Mình không có một con đường mục tiêu Rõ ràng nên bản thân của mình nó hư Nên cái gì người ta giảng mà chúng ngay mình Mình phải sửa đổi Chứ không phải là chúng ngay mình rồi mình lặng lặng mình không muốn nghe Bậy quá Mình không muốn nghe càng ngày mình càng hư thêm sao à, Có cái chú này vô chùa cũng nói một câu Với một cái chú nọ Ông nói một câu với chú nọ không nói Tôi tính tôi bục Bục trực lắm khó khó tính lắm. cái gì thẳng thắn đâu đó rõ ràng việc gì phải thì thôi xong cái cái chú nọ là nói như đức nghe như đức kêu chú đó là như đức nói chú thẳng thắn lắm phải thì thôi chú nên coi là chú là ai chú đâu có một cái cương vị gì hoặc là chú mới vô đoàn thể chú sống chứ không có một cái công trạng gì rõ ràng chứ trong chùa chứ chú phải là thôi là sao hoặc là người ta kêu chú làm chú nói người này không đáng mặt kêu chú làm vậy thì chú sao chú tồn tại chú đi đâu chú cũng không tồn tại vì sao vì chú là ai chú có công trạng gì chú cương vị gì mà chú nghinh ngang được người ta có công trạng ta cũng không nghinh ngang người tu mình ai nghinh ngang làm gì nên tất cả những cái ngã của mình cái ta của mình cái cho rằng mình là người đúng bỏ xuống đi hạ mình xuống dù một người đó ta không giỏi bằng mình nhưng cương vị người ta là điều hành mình mình cũng nghe đi đó là cái cái khả năng học tập phát triển giỏi của mình vì sao tồn tại đó người xưa nói câu hay giỏi cũng chết dở cũng chết khôn cũng chết ngu cũng chết chỉ có cái người tồn tại là người biết mình biết ta thì sống biết được cương vị của mình đặt vai trò làm sao phù hợp là tồn tại cương vị là cương vị sao bạn mới vô chỗ nào bạn mới vô đoàn thể bạn luôn luôn lặng lặng bạn luôn luôn im điềm bạn luôn luôn biết nghe lời cung kính bạn duy trì cái tâm vậy đi sau này nhất định bạn sẽ có sự thành tựu học tập của bạn rất giỏi người ta cùng thời với bạn không học được gì nhưng bạn sẽ học được rất giỏi ngày xưa tôi ngoài đời tôi giữ cái nào chưa không giữ cái nào chưa nhưng mà cứ tôi đi vô chùa là tôi quỳ trước Phật Bồ Tát tôi nói con phát nguyện con vô đây người ta kêu con làm việc chỉ cần đừng kêu con giết người thôi chứ làm gì con tam bảo con không bao giờ tự nan ta có chữ con cũng không quan tâm tới con cứ làm nhiệt tình hết mình để ý siêng năng quan tâm học tập tôi bắt tay vào việc từ tôi quỳ trước pháp bồ tát tôi phát nguyện tôi đi vô chùa một đứa con nít nó ở vô trước tôi nó kêu tôi làm tôi cũng làm nó kêu tôi làm là lợi ích cho tôi tôi biết điều này mà chứ làm gì nghĩ sao mày không làm mà kêu tao làm không có gì đó đâu như tôi mà như vậy làm sao tôi có ngày hôm nay đâu có ngày hôm nay đâu nên những đức khuyên các người đi vô trong chùa tu phải có góc độ cực kỳ sâu sắc mình là ai mình là ai mình làm được cái gì mà mình nói rằng tôi thẳng thắn lắm phải thì thôi thôi ơi phải gì cái gì đúng cái gì phải cái gì sai cái gì phải đúng sai gì tính vào nhân tính vào quả bạn hãy tin nhân quả cái đúng sai thế gian này cặp mắt bạn nhìn có những việc bạn nhìn rõ ràng gì mà nó cũng không phải sự thật gì đâu nên đừng bao giờ dõi dàng kết luận cái mình thấy trước mặt Như khổng lão phu tử Đệ tử với ngài cùng đi chu du liệt quốc Một ngày nọ Người đệ tử tâm đắc nhất của khổng tử Nấu cơm Cho thầy với các sư huynh ăn Thì bụi ở trên cái nóc nhà nó rớt xuống ngay nồi cơm một nhúm cơm bị dính bụi Thì người đệ tử này thấy như vậy Hớt cái lớp cơm nó ra Bỏ thì ủ quá Bỏ vô miệng ăn luôn Khổng tử ngồi thấy Khi vô bụi cơm khổng tử chết Người đệ tử này Ta thương yêu Quý trọng là người có đạo đức Mà không ngờ Vì miếng ăn Mà trở thành người Hàng mọn như vậy mới nêu lên thì người đệ tử nói rằng sự việc là như vậy như vậy khổng tử ngài nói rằng chính mắt ta thấy đây mà còn không phải sự thật không chỉ là nghe cái gì phải nhớ kỹ có những việc chính mắt mình thấy nhưng sự việc nó không phải như vậy phải nhớ kỹ nghe nên tin vào nhân quả là điều đặc sắc nhất bạn tin vào nhân quả thì hoàn toàn bạn sẽ không sanh phiền não vì tất cả những gì trong cuộc đời này chúng ta gặp phải Hoặc người ta gặp phải Hoặc mình với người ta gặp phải Đều là tính vào nhân quả Bạn tính vào như vậy là cực kỳ chuẩn luôn Cực kỳ chuẩn Trong kinh Đức Phật dạy Một miếng nước, một ngọn cỏ, một cái miếng ăn nho nhỏ Toàn là do từ phước báo bạn đã từng tạo mới có Tất cả những việc gì, gì thuận nghịch trong cuộc đời Từ là do nhân quả bạn đã từng gieo Nhớ kỹ nha Hiểu được những nguyên lý này rồi bạn sẽ thông tình đặc lý Nên những người mới đi vô chùa Mấy anh em phải cho người ta nghe gì Đừng có làm thêm một chút việc mà ta không được nghe Pháp là mình hại người ta đó Những đức là người hỗ trợ các anh em dẫn Mấy anh em quản trúc Tại vì sao như đức những bài chia sẻ này là Hỗ trợ cho các anh em quản trúc Ở trong chùa Và tự nghe gì để biết sống như thế nào là phù hợp Mình đi vô đoàn thể mình biết chấp hành sao vì mình tin nhắn quả mà Mình không có ngông ngông nghênh nghênh Mình không có kinh kinh gì hết. Chứ mình không có nói rằng Ô, Ông này ông ông làm thầy Ông đi tu ông đáp y rồi mà ông dở Ông đâu có chịu làm gì đâu Ông chỉ tay không làm gì mình làm theo ông Ông làm rồi đó Ông chỉ tay là ông làm đó Chứ không làm hả à? Chỉ tay mà không làm Là ông làm cách chỉ tay Cái đầu óc ông suy nghĩ ông chỉ mình làm Là công việc của ông làm là như vậy nếu không có ông chỉ mình lấy gì mình biết mình làm nên có những người cư sĩ nói một câu này ô người xuất gia ăn không ngồi rồi không làm được ra trò chống gì quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ lại đi người xuất gia họ làm những gì quý vị không làm được đó vì không làm được đó cho quý vị biết đó. Bây giờ họ lại ở nhà vì hay mà ngồi chỗ nào họ ở cái đâu họ tụng một hồi kinh. Bao nhiêu chúng sanh được nghe, việc đó là việc gì, việc làm của họ chứ gì. Mình nói họ không làm được gì, vậy thì gia đình mình có hậu sự bệnh đau có người chết. Vì đi đi mờ ai à? Xách xe tới chỗ mờ người ta, thỉnh mờ người ta. Mà vì mình nói người ta không làm được gì. Nói người ta tụng một hồi kinh, người nào nghe qua tay là chồng Bồ đề muôn thở. Ta niệm một câu Phật hiệu ta người nào nghe qua tay là trong Bồ đề muôn thở Mà nói người xuất gia không làm được gì. Ngày xưa những đức mới tu những đức cũng có cái nghĩ này, đúng là một ý nghĩ vô cùng thấp kém. Một ý nghĩ gọi là đứng một chân. Ý nghĩ sai lầm. Nên quý vị đừng bao giờ giỏi vàng kết luận Phật pháp bằng một điểm nào của một hai người. Đó là hoàn toàn chặt một chân phải. Để một chân trái mà đứng đúng là vô cùng dại khờ. Nên mình đi vô chùa mình tu cũng vậy Đừng bao giờ mình nhìn ra mặt trái Là mình kết luận liền mình hoàn toàn thất bại Phật Pháp Thế gian Pháp sức thế gian nó đều có hai mặt của nó Giống như đứng hai chân vậy. Nó không có cái gì mà là là, là cắt bỏ một chân hết Nó đều là căn bằng để sống Nhớ kỹ nghe quý vị Mình như vậy thì mình đi vô chùa mình học rất nhiều thứ hay Mặt trái không phải đều học được hết Nên mấy anh em nhớ Công việc gì thì công việc làm Từ khi Hòa Thượng kêu làm Thêm thì mấy anh em cứ làm nhưng mà nếu hòa thượng không có kêu thì trước 10 phút anh em phải trở về nhà ăn ăn cơm để mình nghe một bài thiết pháp Để cho những anh em mới vô chùa nó được nung đúc tinh thần của mục tiêu tu Mục tiêu mình sai gia đình, xa cha, sai mẹ mình vô chùa mình tu Mình phải gây dựng làm sao mình tu được kết quả chứ Nếu không vô qua ngày đoạn tháng à Sống vô nghĩa à Nếu như mình hướng mình đã sai thì mình đi sai luôn làm sao nên những điều mà những đức chia sẻ để các anh em trong chùa hay vô chùa cộng tu Ngồi mà suy nghĩ kỹ để học tập Đừng có vô chùa mà mình giải đãi bê ta Ăn không ngồi rồi Không ai kêu mình làm, mình tự kiếm việc làm Người tìm việc chứ việc nào tìm người Xung quanh chùa bao nhiêu việc tôi ngày xưa cũng vì do siêng năng mà có ngày hôm nay Nếu tôi lười biếng đi vô chùa mà ăn không ngồi rồi ngồi chơi tán dốc tán ngẫu Uống nước trà luôn Ngồi nghiêu ngao rồi hút gió đồ chơi Thì tôi làm gì có ngày hôm nay Một hạt gạo nặng như núi tu di Đời này không liễu đạo măng lông đội sừng mà trả Chúng ta phải nhận thức được điều này Để mà bản thân mình cố gắng Phật tử ngoài đời cũng gì đấy. Ai ăn nấy no ai tu nấy chứng Bản thân mình phải nỗ lực cố gắng Cố gắng mà mình tu tập Đừng có giải đại đừng có bê tha Phải tin sâu nhân quả Nên có câu này Nhân quả không sai được Nên khi đang khổ thì phải hiểu rằng mình đang phải trả quả của những nghiệp xấu mà bản thân mình đã gây ra Nếu không hiểu điều đó Thì mình sẽ đi trách móc người gây khổ cho mình đó. Nếu mình không hiểu nhân quả nữa đi trách móc cái người gây khổ cho mình Mình đâu thừa tại anh ta làm mình khổ Tại anh ta nói mình khổ, tại anh ta làm mình tức Đâu thừa anh ta không mà quên mình Mà quên cái nhân mình đã từng gieo nữa Đó là bậy bạ sai quấy Hiểu chưa? tin sâu nhân quả quý vị ơi Đó. Nên mỗi người mình từ đời đạo gì nghe những bài chia sẻ này Cực kỳ quan trọng luôn mà xác thực nữa chứ Làm việc gì cũng siêng năng niệm Phật Đeo cái máy niệm Phật nè Cứ bật cái điều niệm Phật Để suốt luôn làm gì cái để mình mình A Di Đà Phật A Di Đà Phật A à, Di Phật. À, Phật Nó cứ gì mà niệm Phật đi mình rảnh rảnh mình để cái máy niệm vật ngay cái lỗ tai mình cứ niệm theo câu vật hiệu gì đó siêng năng như vậy thì mình mới thấy tịnh độ này thù thắng Pháp môn tịnh độ này là pháp môn hành trì gì Thì vị sẽ cảm giác được Nên những điều những đức chia sẻ đi tuy là thời gian nửa tiếng đổ lại Nhưng mà mỗi ngày mà nghe đi quý vị sẽ phấn trắng lên hừng hực cái tâm lên Và quảng chúng chùa cũng dễ quan chúng nó gì người ta tin nhân quả rồi Ai mà đi hờn trách làm gì trong chùa có người đứng ra lo sắp xếp này Sắp xếp nọ nó này nó kia chỉ dẫn mình Là mình thấy ấm áp mình mừng rồi Mình có khi mình đi đến một cái ngôi chùa Không ai mà quan tâm ngó ngàng đến mình Bỏ bê mình thí đại Vô chùa ăn ở sao kệ quý vị Nên mỗi một vị trí Người quản chúng phải đi quan sát Mỗi tuần phải bố trí người đi dọn đồ này kia vào ốc sạch sẽ cho họ Cứ kiên nhẫn mà làm Rảnh rảnh đi vòng vòng chùa Có dép người ta mang để nghiêng để ngã sắp lại Mình là người siêng năng Thì tu phước tu duyên mọi mặt luôn Ngày xưa tôi mới vô chùa Rảnh rảnh là tôi cứ đi vòng vòng xung quanh chánh điện Vừa niệm Phật vừa sắp dép Cứ ai vậy là Phật sắp đôi dép Ai vậy là Phật sắp đôi dép Quay cái mỏ ra ngoài Sắp ngay hàng thẳng lối cho người ta đi Vì mà chấn chỉnh cái tâm Bê tha của người ta luôn Rồi lúc nào buổi sáng tôi rảnh Thì tôi đi gửi nhà vệ sinh Sáng nay em có việc làm tôi thấy người ta gửi nhà sinh không kịp tôi nhảy vô tôi rửa phụ Có người chúng ta chỉ cần, cần có một cái đầu óc Có một cái cặp mắt đi nhìn quan sát thôi là mình tìm cái việc Chứ làm gì mình đi chờ mỗi, mỗi ngày chờ người ta đi kêu, việc mình làm Không kêu thì mình ngồi mình chơi mình nói chuyện tào lao Đó là mình đúng là qua ngày đoạn tháng Ngoài đời mình đã không được cái gì không đặc biệt rồi Mình bước vào đạo mình phải có một cái gì đặc biệt một chút chứ Sửa đổi lỗi làm dù mình không tu luôn một ngày nào Mình trở về nhà mình đi chán nữa Mình cũng đặc biệt Vì thì mới xứng đáng cái việc mình đi vô ngôi nhà Tam Bảo Nhận hạt gạo đàn na tinh thí cũng dường Mình coi coi Người ta nấu ăn trong bếp kìa Ngày nào người ta cũng nấu công không không lấy tiền vậy Tu phước tu duyên mà người ta làm cực lực đổ bao nhiêu giọt mồ hôi Mình bưng chén cơm mình ăn đồ ăn mà bản thân mình không cố gắng Thì mình có xứng đáng hay không cô Hòa Thượng á Tám mươi mấy tuổi mà còn ngồi coi công trình đi các nhà các chùa cho người ta ở Bản thân mình còn trẻ mà bế tha giải đại mình có xứng đáng không? Trong nhà Phật nói tu hành nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ thằng nhẫn lớn thành tụ lớn Không nhẫn không thành tụ Mười mấy năm nay nhà Đức đi tu Đều mang tâm phục vụ, mang tâm bố thí cúng dường Từ cộng rau dư ra cũng muốn chia cho người ta ăn Gạo gì người ta cũng nhiều cái Không dám để cho mọt cho móc Vì muốn đưa cho người ta ăn liền Ghiên chùa bên hộ pháp bên đây Mỗi lần mà cho gạo quý vị toàn là đa phần gạo ngon ngon không? Còn nếu như mà đâu mà đưa lại gạo cũ, gạo hư Việc đã phải chịu thôi Chứ những đứa không bao giờ để cho cũ, hư, mốc mà cho quý vị đâu Không có đâu Mình nghĩ cái lọc tặng cho người ta Những đức thường nói rằng Nhà chùa tặng cái gì Ở nhà chưa đi đến đi tu cũng được gieo cái duyên với ngôi Tam Bảo Ăn của Tam Bảo từ từ rồi tự nhiên họ nghe Pháp họ tu Chuyển nghiệp từ từ đây là 100% Chùa mình ta lỡ ta hứng nước uống còn có kết quả <laughs> Nước trong chùa nghe Phật hiệu không Nên nước trong chùa uống tốt Nhà Đức luôn luôn có lòng tin vậy đó. Nên cái chỗ làm nước phải sạch sẽ gọn ghẻ Để máy niệm Phật xuyên suốt cái máy nào hư là Thay cái máy liền Cái hồ nước mình để cái năng lượng niệm Phật ở trên cái hồ nước Có nước nghe có vật hiệu để kết tinh nước tốt Nguồn nước đầu nguồn tốt thì nước dẫn đi sẽ tốt mình tắm nó cũng nước tốt nhớ kỹ cái này cực kỳ quan trọng luôn đó mấy anh em hãy tin đi mình niệm phật mình phải tin có vật hiệu chứ tin bộ nguyện di đà chứ cho nên mỗi một người vô cộng tu nghe rõ ràng đang mình nhìn nhận để mình phát tâm mình tu thường trụ mình vô trong chùa vô đoàn thể đông đúc mình gặp bạn bè đồng tu mình phải nhìn nhận sâu sắc nó chơi bạn lựa bạn mà chơi người có tư tưởng tu người có tâm quyết tu còn nếu vô chùa mà rảnh rỗi Nghiêu ngao Đi lông ngông cừ giỡn đùa cờ không có tâm quyết gì Mình chơi người đó cả đời Mình cũng không có kết quả gì Chỉ vui nhất thời mà đâu có tư tưởng gì đâu Chúng ta chọn cái người có tâm quyết Cái người quyết định tu có tâm quyết tu Mình gần gũi để bản thân mình phát tâm tâm quyết tu Nó gần mực thì đen Gần đèn thì sát mà Chơi bạn lựa bạn mà chơi phải có góc độ cực kỳ sâu sắc Phải nhớ kỹ Người như vậy thì người mới có tương lai Đi vô chùa nghe giáo dục rõ ràng gì mà mình không phát huy được Là lỗi lầm tại cho mình Lỗi lầm tại cho mình Nên một phần thành kính là được một phần lợi ích Mười phần thành kính là được mười phần lợi ích Mình sống với thầy Mình sống với Ở chùa chiền Mình tâm thành kính bao nhiêu Mình ta biết hết chứ Những đức nói Những đức lo chúng quý vị nghĩ Từng chút từng chút từng chút nghĩ đến quý vị Nhắc từng chút từng chút gần gũi vô cùng còn mình không học tập được là lỗi làm tại mình nên đời những đức không có lỗi cái gì Vị vô chùa mà bỏ bê vì thí đại chỉ có làm không dạy không có tôi dạy rất kỹ dạy thương ai luôn từng chút từng chút luôn nên tôi nhiệt tình làm như vậy nên những đức mong rằng mỗi điểm chùa người vô tu, hàng phật tử ngoài đời ai cũng là người siêng năng niệm phật ai cũng là người tin sống nhân quả ai cũng là người thông tình đạt lý sống làm sao si mình để nghĩ ra người Đừng có hoàn toàn cái gì cũng nghĩ nhìn người ta thôi Mà không biết nhìn lại mình Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ Để bản thân mình học Phật càng ngày càng hoàn chỉnh tốt Đừng trở thành một con người sống cho qua ngày đoạn tháng Làm thắng đi thịt chạy chết gục theo cỏ cây Thời gian vô chùa một tuần, nửa tháng, một tháng Mình trở thành một con người ít gì cũng có tư tưởng mới mẻ Có tư tưởng mạnh mẽ Sống có ý nghĩa trong cuộc đời nhớ kỹ nhất là pháp môn tịnh độ này phải siêng năng niệm phật phải tinh tấn niệm phật làm những gì, gì cũng phải niệm phật đừng có nên bỏ có phật hiệu sáng tối lên trên điện tu đàng hoàng nghiêm túc rảnh rỗi đi thăm các cụ già động viên các cụ nói chuyện các cụ để hiểu về cuộc đời của con người còn phật tử thì ngoài đời buôn bán làm ăn gì phải siêng năng niệm phật phải nhớ chánh niệm là có phật hiệu chánh niệm là ngay có phật hiệu cứ niệm phật đi là mọi việc sẽ tốt nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm khi bỏ báo tháng này chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc chúc quý vị an lạc ai di đà Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh ớ đồn